อย่าเดี๋ยวเลยเนี่ยเนาะท่านได้ป่ะกดไลค์กดแชร์ถ้ากด subscribe นะเอเปทลีตอนเราเกิดภาษาอังกฤษโอเคด้วยเนี่ยเยอะสิอย่าเอาลูกแชร์เอาลูกแชร์Hello everyone. Nhớ rồi nên sử dụng sự tù trong xét giải tỏa này cho họ có gì channel. Cũng đúng bài hôn có gì hơn nó bây giờ lo cờ ABC ok nè. Vì thì cho ABC nó yêu cho niên tử bây giờ cho nó show cho họ phát sản kỳ nó nhỏ dịn. Thì nhưng giờ tao show cho sự thua lo nè. Thế nó giờ thì bây giờ cứ phát sản kỳ mà bây giờ chú lo báo cho nó. Thế giờ bây giờ chú lo nhận cho nó có ngay xíu này cho bây giờ mong cờ. Cho nên nè. Ta sẽ bốn thì bây giờ mong cờ gửi hôm nay thì tăng thua cho niên tử yêu cho họ phát sản kỳ mất cho tù. Ứng thì báo cho tê. Yo, chúng chú chú liều. Cứ chỉ bỏ tiền nên ý cho chẳng nên bỏ cho cá lời tiền cho ABC đang cho nhau học bác sản kiếm một chút tù. But there are 26 letters in the English alphabet. There are 26 letters in the English alphabet. À, chỉ bây giờ là nhận cái ok xế này nhận chẳng á. Cứ yếu nhận ý tù thì ý mùng ta tù thì nâng gọi cho đó xin mừng em của nhận ý tư nó yêu ọt thì xin á chị thì á tê lo mà tê tư mà của có nên nhận của tê nó xin nên nhận cho vì tia cho của nên nó chính là cho xuân lại với nhà nhận phí nhỏ thì ý của lo của nhận phí đi dạ thế ná chị của nhận lo bảo tao chuyển đấy nó xin á yêu chị thì li ồ chị chú tao bà bùng nó xin mà thì yêu bảo thì yêu phí nhà mà nhưng mà yêu chú mua tê tư ta tao phí đi dạ thế ta xin mà là chị tao bảo hữu sự tao xin yêu à chị biết là nhận cái nè A B B C C D D E E F F chỉ có những tia A nó là gì đấy F F G G từ gì mua những nhang cha từ những tia chỉ có những tia hết nó là tia H H H I J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U nên nên chia nhận tiền V nên nên nhận tiền V V V nên tự số tiền V nè tiếp theo bài W W W X X X tiếp bài Y Y tiếp thứ hai tôi cần có nè Z Z nên chia tia Z nên chia tia Z nè xin lại mà thứ ý của mẹ mà cũng nhận tiền nhẹ cũng nhận nhận tia Z nó đó chỉ mang chia nên nhận tia Z Z nên chia tia Z thì anh nên nhận tia Z nè à chỉ biết chỉ học phát sáng kín mà nên mua cho chỉ tu salana there are five vowels in English thì mỗi giờ chỉ tu sala nhau phát sản kia a e i o u thế thì mà chỉ tu khe tia chỉ tu nó ô hơi lười cha kia lười clip lười lại video mà lắc khe tia chỉ tu nó sai hơi lười cha nè giờ tia này nhỉ nó thằng này bác gật like gật share thế gật subscribe thế nè em bây giờ thì tao lo cỡ phát sản kia ok đưa nhẹ gì á chị chính nó nói cho biết cỡ nó cho tia tất kỳ giờ tia chúng tôi mua đã chỉ lo với mà là cỡ kia rồi nè so bye bye